Hello, xin chào tất cả các fan hâm mộ nha, và cùng tất cả các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 4 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại tập hát, bài hát rất là hay, bài Đồng Hồ của ông tôi, một sáng tác của Henry Lai, lời Việt của Trịnh Mai Trang. Ở bài hát này đầu tiên thì chúng ta sẽ tập hát, rồi sau đó thì cũng thêm cái phần hướng dẫn, và đặc biệt là cho những giáo viên mới chúng ta chưa có thành thạo về vấn đề đàn, chúng ta sẽ tập thực hiện và làm theo. Còn những cái bậc tiền bối chúng ta thấy không hay thì nên bỏ qua. Cũng đừng có ném đá. Nếu có nhận xét thì những lời hay thì sẽ ghi nhận. Và bây giờ không đợi chờ đợi lâu ha, chúng ta sẽ đi vào thẳng vào bài. Đầu tiên thì mời các em cùng nghe trước qua một cái giai điệu và hát mẫu. Sau đó thì chúng ta sẽ tập hát sau. Sau đây thì xin hướng dẫn cho các em học sinh hát, và phần sau học sinh thì tới phần của giáo viên. Ở bài hát này thì tạm thời chia làm 7 câu, có thể tất cả là 6 câu thôi, nhưng mà quay lại một câu nữa là thành 7 câu, và chia thành 3 phần ghép, và sau đó thì chúng ta sẽ hát lại cả nguyên bài. Bây giờ thì các em học sinh lắng nghe, chúng ta sẽ
thực hiện từng câu một. Với ở mỗi câu thì thầy sẽ đàn và hát mẫu, sau đó bắt nhịp 1, 2 thì các em sẽ hát vào. Rồi, chúng ta đi vào câu thứ nhất. Bao lâu thường ngân vang tiếng chuông điệu đinh đinh đong đinh đinh đong đồng hồ kêu. Chúng ta nhớ ở mỗi câu này thì kéo dài thêm một phát nha. Rồi chuẩn bị 1 2. Rồi bây giờ ta sang câu thứ hai. Mừng từ giây phút từ khi ông tôi mới ra đời, suốt tháng năm kiêng quay điều chẳng ngủ quên. Chỗ này chúng ta cũng kéo dài thêm một phát nữa nha. Nào, 1 2. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại hai câu đầu, câu 1 và câu 2. Một, hai. Rồi bắt đầu ta sang câu 3 và câu 4. Chưa hết là câu 3. Đồng hồ biết bao nhiêu chuyện từ giây phút ông sinh ra đời. 1 2. Ở câu này thì chữ đời chúng ta không kéo dài phát nào hết nha. Vừa hát chữ đời xong ta ngưng để ta vô tiếp câu thứ tư. Rồi chúng ta sang câu thứ tư. Đồng hồ đánh chuông như là người bạn thân. Chữ thân thì chúng ta sẽ kéo dài thêm một phát. Rồi bây giờ ta ghép lại 3 và 4. 1 2. Bây giờ tiếp tục câu 5 và câu 6. Xa rồi nhưng tiếng chuông không ngân vang chỉ lặng yên. Chữ yên ta kéo dài thêm một phát nha. Nào, 1 2. Rồi ta sang câu 6. Chữ hoài chúng ta sẽ kéo dài 2 phát. 1 2. Rồi
Rồi, câu 5 và câu 6 và sau đó ta sẽ quay lại ở câu thứ 5 lại, tức là giờ đây thôi cho đến lặng yên là mới hết bài. Bây giờ ta bắt đầu thực hiện luôn câu 5, câu 6 và quay lại câu 5. Kèm đối với câu này các em cũng nghe thầy thực hiện trước để cho nắm rõ hơn. Và khúc này thì nó cũng hơi khó một chút. Chuẩn bị. Giờ đây thôi, khi ông đã xa rồi, những tiếng chuông trong ngân vang thì lặng yên. Tiếng đồng hồ vang vang đều như cuộc đời trôi đi hoài. Giờ đây thôi, khi ông đã xa rồi, những tiếng chuông trong ngân vang thì lặng yên. Nào, một, hai. Rồi, ta đã thực hiện hết bài. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại hết cả bài. Lúc này, các em cùng hát và thầy đàn giai điệu theo nha. Và bây giờ nghe bắt nhịp. Một, hai. Rồi, ta đã thực hiện xong cái bài hát theo một cái giai điệu. Bây giờ các em cùng hát cao hơn một chút nữa, tức là hát có nhạc điệu không có đàn giai điệu theo cho chúng ta nha. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là tiếng đồng hồ kêu gõ đó nhé. Ta hát lại lần hai.
Sau đây thì chúng ta đi sâu vào bài hơn đối với giáo viên dạy học sinh, giáo viên mà chúng ta chưa có thành thạo về đàn, thì chúng ta có thể là dựa vào để thực hiện. Với bài hát này thì kết thúc bằng nốt pha nha, bằng nốt pha, và có một dấu si dán này, dấu si dán, thì đó chính là ta thực hiện bằng cái tông pha chưởng. Và bài hát này ở nhịp 4/4, chúng ta có thể đưa về 2/2, mỗi một ô nhịp là 2 phát, và ta có thể thực hiện các cái điệu, ví dụ như là bossa nova hay là bóp bét, cha cha, hoặc là disco, remix thì cũng được, tùy theo cái điệu mà chúng ta sẽ chỉnh cái tempo cho nó phù hợp hơn. Ở đây thì tôi xin thực hiện cái phần rap. Rap thì nghe nó khá mà phù hợp hơn, nó hay hơn. Và ở rap này thì thực hiện cái phần tempo nó 88. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng câu. Đầu tiên thì chúng ta để pha chưởng, nhà âm là pha chưởng. Từ bao lâu chúng ta đổi lên son thứ. Rồi tiếp tục. Chỗ điên điên đông thì chúng ta sẽ thực hiện si dán chưởng. Rồi tiếp tục. Điên điên đông một lần nữa, tức là pha pha mi thì thực hiện đô 7. Và sau cùng là ta về pha chưởng, đô 7 hoặc là đô chưởng thì ta về pha chưởng. Bây giờ chúng ta cùng nghe qua nha. Giờ sang câu thứ hai. Thật cần mẫn là để pha chưởng, từng giây phút là ta thực hiện son thứ. Từ khi ông tôi mới ra đời, suốt tháng năm là ta chuyển sang si dán chưởng. Rồi kim quay đều là trở về đô 7 hay là đô chưởng. Chẳng ngủ quên là ta về pha chưởng lại. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe nha. Rồi tiếp tục câu thứ ba. Đồng hồ biết bao nhiêu chuyện, thì chữ chuyện ta chuyển lại là rê thứ. Rồi, từ giây phút ông sinh ra đời, từ giây phút là ta lên son thứ. Ông sinh ra đời ta chuyển về đô chưởng hoặc là đô 7. Rồi tiếp tục chúng ta cùng nghe. Tiếp tục ta sang cái câu kế tiếp. Đồng hồ đánh chuông như là người bạn thân, đồng hồ đánh ta về pha chưởng, chuông như là người bạn thân, người bạn thân ta lên son thứ lại.
Rồi bây giờ ta cùng nghe. Người bạn thân là ta đang ở Sơn Thứ. Rồi bây giờ tiếp tục tới câu 5. Giờ đây là ta dạy khoa trưởng lại. Thôi ta lên Sơn Thứ. Khi ông đã xa rồi, những tiếng chuông, chữ chuông ta trở về chi gián trưởng. Rồi tới không ngăn vang ta về đô bảy. Rồi chỉ lặng yên ta về khoa trưởng. Bây giờ ta chưa nghe cái câu kế tiếp. Giờ đây rồi ta bắt đầu câu cuối cùng. Tiếng đồng hồ vang vang đều. Này ta vẫn để khoa trưởng mà tới đều là ta trở về đô trưởng rồi. Rồi tới như ta lên khoa trưởng. Cuộc đời chơi đi hoài, chữ hoài ta về đô trưởng lại. Rồi chúng ta cùng nghe câu cuối. Và lưu ý luôn thì nếu như giáo viên nào chúng ta có sử dụng cái cây đàn startup thì chỗ này ta dặn nghe hay hơn. Ví dụ đây. Đấy. Rồi sau đó ta quay về câu cuối cùng là câu thứ 5. Giờ đây thôi thì giống như hồi nãy chúng ta đã thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện hết nguyên cả bài. Chúng ta cùng nghe nhé. Và ta kết hợp với cái phần intro của bài hát luôn. Ta nghe nguyên chọn cả bài. Tiếng đồng hồ thì cái nếu cái đàn ai xài, chúng ta sẽ hỏi cái tiếng Nisroban Seban thì chúng ta sẽ nghe giống như là cái tiếng chuông của đồng hồ. Ơi chương trình hướng dẫn tập hát âm nhạc sách chân trời sáng tạo lớp 4 bài hát đồng hồ của ông tôi xin tạm dừng. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, hát hay nhé, và hẹn lại bài hát sau. Xin chào.